nhồi vô cái lỗ đó. Nhồi với bắp ở ngoài. Vậy hả? Cái nhồi bắp ở ngoài. Mấy cái cây nhỏ nhỏ với băm ở trên này cao nhỏ hơn. Luôn á cây đi. Nhanh mà. Rồi, hết xịt bách rồi. À, không vừa. Ý là phải nắng mới được hả? Hả? Nắng là mới to hơn nó đâu có nọt lỗ đâu cô. Rồi để dao chặt ra. Chào quý vị các bạn, trong series của máy chăn nuôi hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm máy thái băm cây thuốc. Và băm cành cây. Takio 2.2. Bây giờ chúng ta sẽ băm thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta cấp nguồn điện cho máy. Sau khi máy khởi động, chúng ta bắt đầu băm. Chúng ta đưa thẳng cánh cây vào trong tán. Bây giờ chúng ta sẽ băm bằng cành lá vào máng trước. Công nguyên liệu sẽ ra khoảng 2 đến 4 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thành phẩm của máy. Thân cây to thì máy sẽ băm ra nát mỏng cho chúng ta. Và những cành lá nhỏ thì máy sẽ băm dài khúc khoảng tầm 2 đến 4 cm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.